Rồi đây là màn hai cây. Màn nhậu bánh tráng, mỗi người được hai cây bánh tráng và một phần nước. Đây là Ben. Không để dành. Ớt thì đủ, không bỏ không nhưng mà không bỏ được phẩm về đâu. Để dành. Đây là Giao Hòa. Giao Hòa. Đây là Tiến, Tiến ngồi bắt lịch sự nha. Rồi đây bà Hưng. Bà Hưng rất là mạnh dạn này mọi người đó. Gơ vì sự nghiệp ăn nhiều quá nên phải chọn làm sau chứ không thôi là thèm chết. Ăn gơ, ăn một cái không, ăn gơ ở chèm một cái đó. Trứng cút nè. Gà sa tế nhìn cũng ngon nữa. Ê, cay lắm à. Đi ăn đi. Rồi, ba Hưng ăn hết chưa? Hết phần chưa? Rồi, hai cây đó ra đi trong tích tắc. À vậy hả? Công nhận quá. À, cô này à, công nhận cô này làm ngon vậy hả? Ăn rớt nó còn lại nhanh nữa. À vừa ngon vừa nhanh nữa. Ăn đi. Con trai á hả? Dạ con trai em, còn mấy anh này là cháu. Có một cây là bao nhiêu tiền con? 3 nghìn. Cho em một cây thôi. Ờ, mình đã quy định mỗi người hai cây rồi mà, đúng không? Tại để bụng về ăn cơm nữa. Lần sau giờ Út sẽ chờ tới quán cô Sáu này tiếp nha. Lần sau lại ăn nhiều luôn. Để dành tiền đi giờ Út ra. Ăn có 3 cây đúng rồi. À, ăn 3 cây hả? 2-5 cánh. Ừ. Ăn đây cũng được. À, ăn vừa Út trả tiền hả? Đồ, gơ vẫn còn hai cây luôn. Lúc lâu ăn cũng trả tiền nha. Anh gơ anh chơi gian gì chứ. À bữa sau con bao giờ rồi, cảm ơn chị. Trời, bữa mai bữa sau con ba con trả tiền. Thì vô. Rồi cảm ơn chị Sáu ơi. Cảm ơn ạ.